Thành Lễ thân ái xin chào quý vị, cùng với Nhâm Ngọc Thông Tin, xin kính chúc quý vị lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh và bình an. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay muốn gửi đến quý vị một chương trình khá đặc biệt, mang chủ đề Hiếu Đạo Một Đời Người. Ngày lễ Vu Lan, mùa báo hiếu của Phật giáo đã trở thành ngày lễ mang đậm nét tính nhân văn để nói lên người con báo hiếu với đấng sinh thành. Mùa Vu Lan đã trở thành ngày lễ hàng năm, không còn phân biệt về các tôn giáo, mà muốn nói nhắc nhở phận làm con phải luôn ghi nhớ công ơn sinh dưỡng của cha mẹ, những việc làm hiếu nghĩa để trả lòng biết ơn. Trong thời gian đại dịch Covid-19, cha mẹ chúng ta phải ở nhà và chúng ta hạn chế đi ra chỗ đông người. Và một số quý vị có cha mẹ vẫn còn trong bệnh viện hay là trong nursing home. Và ngày hôm nay chúng ta không còn đưa cha mẹ chúng ta ra đến nhà hàng hoặc chúng ta quây quần thật đông người, mà chúng ta quây quần bên gia đình và chúng ta có thể gọi FaceTime vô trong nursing home để chúng ta có những lời chúc mừng cho cha mẹ khỏe mạnh và hãy sống lâu với bên cạnh chúng ta. Ngày hôm nay Thành Lễ cài hoa hồng trắng, có nghĩa là Thành Lễ mất mẹ, và quý vị còn vinh hạnh, quý vị còn cài hoa hồng màu hồng, có nghĩa là quý vị còn mẹ. Cho dù quý vị cài hoa hồng trắng hoặc hoa hồng màu đỏ thì chúng ta vẫn, trong lòng của chúng ta vẫn luôn luôn có hình bóng người mẹ trong lòng của chúng ta. Và để mở đầu chương trình ngày hôm nay, Thành Lễ muốn gửi đến quý vị một nhạc phẩm quen thuộc, khá nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, qua hai tiếng hát của Richard Fuller và Thủy Tiên, nhạc phẩm được mang tên Ca Dao Mẹ. Xin mời quý vị đón xem. Mẹ ngồi rú con đông đưa vòng buồn, đông đưa vòng buồn. Mẹ ngồi rú con may qua đau gánh lại trời mưa tuôn. Lạy trời mưa tuôn cho đất xây mềm hạt mầm vốn lên. Mẹ ngồi rú con nước mắt nhục nhằn xót xa đời mình. Mẹ ngồi rú con đông đưa vọng buồn năm qua tuổi mòn. Mẹ nhìn quê hương nghe con mình buồn giọt lệ ăn. Giọt lệ ăn năn đưa con về chân tuổi nhục chung thân. Một dòng sông trôi cuốn mãi về trời bấp bênh phận người. Mẹ ngồi rú con tiếng hát lên đây. Cho con tiếng nói quê hương, mẹ nhìn con đi phút giây bàng hoàng. A mother sadly sings and rocks her babe to sleep. She sadly prays through swirling clouds of mist and rain. Prays in the rain that from soft earth small seeds may grow. She sadly sings as tears roll down on her life of woe. She sadly sings and rocks herself as life wears on. She sees her land, her son, then weeps tears of regret. Tears of regret, she bore a son to suffer till death. The current swirls around her life of hopes unmet. A mother's song floats every way. Who that her child could
sleep in peace. She teaches him to speak her tongue, to only see him off and grieve. She sadly sings and rocks her son. What of her fate? The great soft call her son's debt to our land repaid. 100 years she sits like stone, dead like our land. Children roam a world of hate, prisoners of Xin cảm ơn quý vị. Và bây giờ là một nhạc phẩm mà Thành Lễ rất là thích trong thời gian Covid này, mà chúng tôi thực hiện bài hát này để tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ. Và đây là một câu chuyện thật, đó là một người cha nuôi của Thành Lễ đang ở trong nursing home, và ông chính là thân phụ của ca sĩ Như Quỳnh cũng như ca sĩ Tường Khuê. Và sau đây gửi đến quý vị một nhạc phẩm Tình Đầu, sáng tác của Lê Văn Chánh qua tiếng hát của Tường Khuê. Con ơi, bài Tình Đầu của ba đó, con ráng làm thế nào mà hát cho ba vui. Đó là một cái món quà có thể trước khi ba nhắm mắt. Ba nói là ba xúc động lắm. Con ráng cố gắng hát cho ba nghe. Cảm ơn con. Mà anh như con chim rừng
còn xa cách, chia xa tình đôi ta. Ngày tháng cứ trôi qua, anh luôn mang mối tình đầu. Từ khi biết yêu em ngày nào, rồi một hôm mây đen giăng lối. Đành xa cách đôi ta, đành chia ngày tháng mãi trôi đi. Riêng tôi vương mang mối tình đầu, còn đây trái tim yêu ngày nào. Xin được giữ tận trong đây trái tim của con, gửi lời chúc đến những bậc sinh thành thật sự đã hy sinh vì con của mình tới hơi thở, tới giọt máu cuối cùng. Con xin gửi được lời chúc sức khỏe đến các bậc tổ thượng phụ mẫu ngày lễ của lễ con. Còn đây trái tim yêu ngày nào, riêng tôi vương mang mối tình đầu, còn đây trái tim yêu ngày xin cảm ơn quý vị. Và phần 2 chúng tôi muốn gửi đến quý vị một cuộc phóng sự của em Nhất Sinh và thân phụ của em ở tại Bình Thuận, Phan Thiết. Xin mời quý vị đón xem. Chào quý vị khán giả trong nước cũng như hải ngoại. Thì tôi là ba của bé Nhất Sinh. Thì vừa rồi thì cháu có đăng đến bài hát Lời Con. Thì cái bài hát đó là bài hát tâm đắc nhất của cháu. Thì nói chung là bài hát đó thì tôi cũng điều kiện thì không có, cho nên là tôi cũng làm clip cho cháu, là cái sự đam mê của cháu. Đồng ý là clip đó là rất là mộc mạc, rất là mộc mạc, mà nó rất là ấm áp, mà một tình quê, mà là trong cái mùa lễ tri ân những người mẹ trong tháng 7 này. Thì tôi cũng có gì hơn thì tôi cũng gửi gắm cho khán giả trong nước cũng như hải ngoại. Thì một bài
bài hát mang một cái tính chất là đạo là con, thì tôi không có gì hơn, thì cái đây là cái ước nguyện của cháu, thì tôi cũng muốn thực hiện cho cháu một cái MV nho nhỏ, gọi là để mà cháu có cái cõi lòng đam mê. Thì tôi cũng có gì hơn, thì tôi cũng muốn qua cái clip này thì quý vị khán giả có thương mến Nhất Sinh, thì tạo điều kiện cho Nhất Sinh nhiều hơn nữa, cho Nhất Sinh thỏa lòng đam mê. Thì tôi rất là cảm ơn ca khúc này, thì cũng gửi đến tặng đến cho bà con trong nước cũng như kiều bào. Bài hát lời con rất là ý nghĩa. Thứ hai là tôi cũng cảm ơn anh Phương Nam, lời anh Phương Nam và anh Đinh Trung Hà cũng cho Nhất Sinh thực hiện cái bài ca khúc này, lời con này, thì tôi rất cảm ơn. Con xin chào tất cả các cô chú anh chị trong nước cũng như hải ngoại. Thì hôm nay thì con chỉ nói ngắn gọn là con cũng xin có đôi lời muốn cảm ơn chú Phương Nam là lời của ca khúc này, và chú Đinh Trung Hà là nhạc sĩ đã phối nhạc. Và con cũng xin cảm ơn tất cả các chú bác mà đã làm hòa âm cho con bài này rất là hay. Dạ, con mong rằng là tất cả cô chú anh chị khán giả sẽ ủng hộ cho con và sẽ nghe ca khúc này ạ. Rồi, xin chào quý vị khán giả, đặc biệt chúc quý vị khán giả một mùa vu lan tri ân người mẹ mạnh khỏe. Rồi, cảm ơn quý vị khán giả. Thank you.
thế cha luôn ở bên mẹ, sớt tình yêu thương cho người không giống cha. Mẹ con thương con như khi xưa cùng khổ với cha không, cha mẹ có hiểu nỗi lòng của con. Cha ơi, mẹ ơi, tất cả đâu rồi, có con thương xót phần con, có con nhớ đến năm xưa, cha mẹ ấm ấm khi con chào đời. Này cha mẹ con, nhưng con nhớ mồ côi. Cha ơi, mẹ ơi, mỗi lần đi học chúng bạn ai cũng cười chê, tan trường con bước đi nhanh, cúi mặt con dấu mắt ướt đẫm lệ, ước gì cuộc đời còn mãi bên mẹ cha. Cúi mặt con dấu mắt ướt đẫm lệ, ước gì cuộc đời còn mãi bên mẹ. Xin cảm ơn quý vị, và hôm nay cũng là ngày vui, xin thông báo với quý vị đó là em Trần Lộc sinh viên cùng với em Quỳnh Trâm, anh Thành Lễ cùng với nhóm Ngọc Trâm Tiên cùng như Kim Ngọc Trâm Tiên xin thân chúc hai em luôn luôn hạnh phúc. Mặc dù trong thời gian đại dịch Covid-19, anh chị cũng không có thể bay sang thành phố Minnesota cũng như là một chúc phúc cho hai em, nhưng mà chúng ta sẽ phải thay với nhau. Và Thành Lễ được biết gia đình của em Quỳnh Trâm còn ở lại Việt Nam cũng sẽ rất là vui sướng khi thấy con gái của mình cũng sinh viên với chú rể rất là giỏi là em Trần Lộc. Xin chúc phúc đến hai em. Và chương trình ngày hôm nay chúng tôi cũng rất cảm ơn tất cả các nghệ sĩ cũng như các tác giả, nhạc sĩ đã cho sử dụng những nhạc phẩm trên. Và chương trình Ngọc Trâm Tiên đến đây đã tạm ngừng và hẹn lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chào. We'll be right back.